Thanh Hải xin chào mừng cô chú anh chị em đã đến kênh Hải Lúa Hậu Giang Vlog nha. Một ngày mới buổi sáng hãy kính chúc cô chú anh chị em được sức khỏe bình an nha. Các bạn cô chú bữa nay á, là hôm nay Hải với vợ Hải xuống Nhân Thọ vô chậu cô chú. Bữa nay là ngày mùng 10 tháng 11 á. Âm lịch còn ngày Tây á, là 3 Tây tháng 12 âm lịch đó cô chú. 3 tháng 12 là lịch Tây á, của tháng của ngày 2022 cô chú. Bữa nay mình làm cái mình làm xuống ăn Tết đón em 2023 đó cô chú. Nè, đang làm á. Hôm nay lưu bu lúa thóc rồi. Mình đang làm cây cúng lớn cô chú, mình đang làm nè. Vô chậu á. Đây là hôm nay mình xuống được mấy ngày, bây giờ chuẩn bị xuống này nha cô chú ơi. Nè. Đây nè. Được một mớ hướng dương mà không nhị nữa nè cô chú. Nè. Rồi ở đây có một tớp nhãn thọ mà F1 dòng mới nè cô chú. Cái lô này nè, để nó cho cô chú chị em xem á. Ở đây á Hải xài cái chậu 10 nha. Cái chậu 10 nè, C10 nè. Thấy mấy thấy không nè. Cái chậu 10 á. Cái chậu 10 thì đây nè. Cái chậu 10 mà hai chậu một cây nha. Này mình đi hai cây cô chú ơi. À, chậu 10 là chậu 10 mà một cây đi hai cây nha. Đang xuống nè. Rồi có một tớp mình có một bao là bên đây mình có một tớp mình đi xem có C9 của chú nè. C9 thì một cây đúng nè. Một cây nữa nè. Còn cái đó một cái đó thì chậu 10 hai cây á cô chú. Nó nhỏ hơn nha. Dẫn một cây luôn cô chú ha. Còn đây mình có làm cái lô C11 nè. Lô này ba cây của chú ha. Nè. Ở đây mình chọn phân rau nhút của chú nha ha. Để rau nhút nè. Để rau nhút nè. Cho nè, chấu nè. Cho chấu rồi một mớ phân chuồng là xong cô chú ha. Nè. Hôm nay công việc luôn quá trời ấy, rồi Hải chưa có xuống bông kịp của chú ơi, trộn nó phân quá trời luôn nè. Công việc thì nó bày bộn lắm. Rồi cái này rồi xong á cô chú không? Xuống xong rồi mà để ngoài nắng luôn nha, tưới nước luôn. Năm nay Hải sẽ đi ba cây với chú anh chị em xem ha. Đi hai người ta đi năm cặp lá chứ lộn, năm cặp lá mình đi ba cặp cô chú anh chị em xem ha. Hãy thử có đạt không nha. Cô chú anh chị em theo chân của Hải Lúa Hậu Giang đi. Coi làm bông coi sao ha. Sao Hải thích làm gì cũng khác người ta dân cô chú, thường bấm năm cặp lá xem mình lại ít hơn ta nữa. Để coi sao ha. Này đang xuống nè. Cái này xuống cái này thì mình xuống bữa cái lô lớn này là hổm mình xuống bữa 21 đúng rồi. Lô mốt này cô chú. À, cái lô này bữa 24 mà cũng bự, cũng sát bên ha. Cái giống này là nó mình làm có bữa 24 nữa nè, mình giống nó mới giờ nè. Đây là ở đây là 26 nè cô chú, lô nhỏ hơn tí mà cũng 26 luôn nè ha. Dân lịch như ngày đâu. Rồi chắc video này chắc Hải tạm dừng tại đây nha. Hãy hẹn cô chú anh chị em video sau. Hãy xin chào ạ. Một ngày mới hai cô chú cho em lúc nào cũng vui vẻ an vui nha. Xin chào, bye bye.